Chào mừng quý vị đã đến với chương trình khoa học và chúng ta. Chủ đề của ngày hôm nay kính thiên văn James Webb. Xin mọi người cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào chủ đề, xin mời mọi người hãy nhìn vào tấm hình ở trên trên bảng quý vị thấy đây là tấm hình đã chụp vào năm 2005 đây là mô hình của kính thiên văn James Webb quan sát mô hình thì chúng ta thấy thứ nhất đó, là kích thước rất là lớn cái chiều dài của nó là 22 mét chiều rộng đó là 12 mét và chiều cao của nó cũng cỡ là 12 mét nghĩa là nó to bằng một cái sân uh, tennis thì nó lớn như vậy thì chắc chắn người ta phải gấp nó lại nhỏ người ta mới bỏ vào phi thuyền người ta mới phóng lên được. Thì cái hình này là năm 2005 thì 16 năm sau nó cũng không thay đổi gì cả. Chứng tỏ là người ta đã phải bỏ công ra rất nhiều để cải thiện nó. Thì thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 12 năm 2021 thì tại một lãnh thổ hải ngoại của nước Pháp nằm ở Nam Mỹ ở trên căn cứ Kuru thì hỏa tiễn Ariane 5 của Pháp đã phóng cái kính cái, cái viễn vọng Cái kính thiên văn James Webb và vũ trụ Thì quý vị cũng biết Cái ngày 25 tháng 12 đó Là cái ngày Giáng sinh Và đó là cái ngày mà nhân loại à, Chào đón Chúa Giáng sinh Cũng như là trong cái bối cảnh dịch bệnh à, Covid cũng đang hoành hành Vậy mà những hình ảnh mà quý vị Nhìn tới đây là cái hình ảnh Mà chúng ta nhị, tràn ngập Vào cái ngày 25 tháng 12 Hình ảnh của tàu à, Của Ariane 5 phóng cái kính viễn vọng vào không gian. Cũng xin được nói thêm là tại sao người ta lựa Kuru? Tại vì Kuru là nó nằm ở gần đường xích đạo người ta lợi dụng cái lực ly tâm của trái đất để có thể tăng cái sức mạnh cho hỏa tiễn. Thì ở cái cây số thứ 123 đó thì cái hai cái nắp đẩy cái khoang hành lý nó mở ra và chúng ta nhìn thấy được cái kính thiên văn nó được gấp lại. Và ở cái cao độ 230 á thì cái à, tầng thứ nhất là cái tầng đẩy hỏa tiễn nó rơi ra. Thì cả hai cái thứ này nó rơi ra khi mà hỏa tiễn nó bay trên cái đại Tây Dương, nghĩa là chúng ta không sợ nó rơi xuống đầu ai cả. Và đến cái cao độ 1380 km thì à, kính viễn vọng kính thiên văn nó được phóng ra trong cái niềm vui của mọi người. Thì cái hình quý vị nhìn thấy ở trên này á, đó là cái hình mô phỏng. Đây là cái hình thực. Đây là cái hình thực thì cho nên chúng ta thấy là cái chất lượng của nó không được tốt lắm, nó bị nhấp nháy. Và đây cũng là những hình ảnh sau cùng mà con người thấy được. Kể từ giờ phút này nó sẽ đi rất là xa và nếu có vấn đề gì hết không ai giải quyết được. Chúng coi coi như là mất luôn. Thì kể từ giờ phút này thì chúng ta theo dõi cái hành trình của nó. Hành trình của nó như thế này. Nếu mà chúng ta gọi T, T là cái thời điểm mà phóng cái cái, cái, cái hỏa tiễn à, Ariane 5. Thì T là cái ngày phóng. Thì ở ngày thứ 12 đó thì tất cả cái bộ phận ở trên cái uh, của Gemweb, kính viễn vọng Gemweb sẽ được mở ra hết. Và thứ ngày thứ 29 thì nó sẽ đến cái điểm L2. Thì để theo dõi thì quý vị có thể đánh cái chữ Gemweb tracking ở trên internet trên YouTube có thể quý vị có thể thấy biết được là cái địa điểm thực, cái vận tốc thực. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng Giêng, nghĩa là tôi thực hiện cái chương trình này 11 ngày sau khi Gemweb được phóng lên. Thì cách đây vài phút thì tôi đã coi á, thì hiện tại nó đã đi ra khỏi trái đất, nó cách trái đất 950.000 km. Thì cái điểm L2 á, à, nó sẽ đến trong vòng 29 ngày sau khi nó phóng. Nghĩa là ngày hôm nay đó là nó đã bay được 11 ngày rồi. Nhưng mà nó đã đi được 2 phần 3 đoạn đường. Thì quý vị cũng biết là nếu mà như thế đó, thì vận tốc của James Webb nó sẽ thay đổi theo thời gian lúc nó mới phóng ra khỏi cái phi thuyền đó, thì vận tốc của nó là khoảng chừng 600m một giây mà bây giờ nó chỉ còn có 400m một giây vì càng lúc nó càng chậm lại thì đến ngày thứ 29 nó sẽ tới cái điểm L2 đó là cái điểm L2 chút xíu nữa chúng ta sẽ nói sâu và khi mà đến điểm L2 thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ quay cho một cái elip hình elip như này và lúc nó quay á thì nó mới mở tất cả những cái thiết bị của nó lên để nó thử và 6 tháng sau á thì nó mới đi vào hoạt động thì có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là đến tháng 7 năm 2022 thì nhân loại mới nhận được cái hình ảnh đầu tiên của James Webb gửi về từ vũ trụ. Thì ở đây eh, xin mời quý vị coi những cái tiến trình mà nó lúc mà nó mở những cái thiết bị nó ra thì à, 30 phút sau khi phóng thì nó mở những cái tấm năng lượng mặt trời để nó bắt đầu nó lấy năng lượng để nó hoạt động. À 3 ngày sau thì nó mở cái à, tạm gọi là những cái tấm đỡ cũng như cái anten ở dưới cái anten nó nằm ở đây cái anten nó cực tròn tròn đây thì những cái cái tấm hai bên này là những cái giá giá đỡ của những cái tấm năng lượng mặt trời và sau đó, đó thì nó sẽ mở ra cái gọi là cái cái cánh động lượng cái động lượng là cái này quý vị cái động lượng là cái cánh này nó giúp cho cái phi thuyền nó di chuyển một cách à, tạm gọi như là ổn định và tiết kiệm năng lượng nhất à, cũng xin nói thêm á là phi thuyền nó nó dùng cái năng lượng mặt trời để nó chuyển những à, dữ liệu nhưng mà nó di chuyển để nó di chuyển thì nó phải dùng đến à, những một cái năng lượng riêng của nó thì ở đây quý vị thấy là à, những cái tấm à, cản quan chống lại ánh sáng của mặt trời nó đang từ từ nó mở ra vào ngày thứ bảy và đến ngày thứ bảy thì nó mở ra hết chúng ta nhìn thấy ở đây là có khoảng chừng 5 tấm ừ. đến đến ngày thứ 10 á thì cái kiến phụ nó được mở ra cái kiến phụ nó to bằng cái đĩa Ừ. Và đến ngày thứ 11 Thì bắt đầu Hai cái ký chính Hai bên Nó sẽ mở ra Chúng ta biết Cái kiếng, cái chính kính Rất là lớn Nó gấp lại Thì bây giờ nó mở ra Thì đến ngày thứ 13 Coi như là mọi chuyện Đều xong hết Thì nghĩa là Chúng ta sẽ phải đợi Hai ngày nữa Kể từ lúc mà tôi nói Để, để xem coi tất cả Mọi việc có hoàn chỉnh hay không Thì cái cách vận hành Của cái kiếng Là như thế này Cái kiếng Nó sẽ đón ánh sáng Từ các hành tinh từ các thiên thể trong vũ trụ và sau đó phản chiếu vào cái kiến phụ và nó phản chiếu ngược lại lần thứ hai đó, vào tâm điểm của cái kiến chính và sau đó nó đi qua nhiều cái thấu kính để nó đi xuống những cái bộ phận nó nằm ở dưới cái bộ phận cảnh quan để ở chỗ đây nó sẽ có bốn cái thấu kính bốn cái bộ xin lỗi bốn cái camera để nó phân tích tất cả những cái ánh sáng nhận được trước khi nó gửi về cho trái đất thì thưa các bạn, như tôi nói hồi nãy á, thì cái James Webb nó đang trên đường đến cái điểm Lagrange L2. Điểm Lagrange L2 là cái điểm cách trái đất 1,5 triệu km mà nó nằm trên đường thẳng trái đất mặt trời. Thì cái điểm Lagrange là là điểm như thế nào? Thưa quý vị, Lagrange là những cái địa là cái điểm được định nghĩa bởi ông Lagrange là người đã tìm ra ông Lagrange là người Pháp thì điểm Lagrange là cái điểm mà nó cân bằng giữa hai cái vật thể đang chuyển động trong vũ trụ thì trong cái hệ thống mặt trời trái đất nó có 5 điểm Lagrange và các nhà khoa học đã lựa cái điểm Lagrange L2 bởi vì ở cái điểm này cái quỹ đạo có độ ổn định và cũng như là cái điều kiện để truyền tất cả những cái dữ liệu về trái đất nó rất là tốt thì tại cái điểm L2 này quý vị thấy nó quay thì ở đây á, để nhìn rõ đó thì tôi sẽ xin được trình bày như thế này quý vị thử tưởng tượng quý vị đứng rằng ở ngoài vũ trụ ở sau mặt trời mặt trời ở đây nó là màu vàng và trái đất là màu xanh thì ở cái điểm L2 đó thì James web nó sẽ quay cho một cái quỹ đạo ellipse và quỹ đạo ellipse nó không có đều một bên là 800 ngàn, một bên là 670 ngàn km. Thì đây là chúng ta nhìn chính diện. Còn nếu mà chúng ta nhìn gọi là trắc diện, nó nhìn ngang đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái quỹ đạo của nó, nó không phải là một nằm trong mặt phẳng, mà cái quỹ đạo nó hình, nó méo méo như vậy, nó tóm lại đó, thì cái quỹ đạo của nó là một quỹ đạo trong không gian 3 chiều. Ở trong cái hình này, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng hơn. Thì, thưa quý vị, ở đây nè, cái, cái mũi tên màu xanh ở đây, là nó vẽ ra cái quỹ đạo của trái đất chung quanh mặt trời và quỹ quỹ và màu xanh ở đây cái là màu xanh ở đây quỹ đạo màu xanh ở đây là nó vẽ ra quỹ đạo của James web chung quanh mặt trời thì chúng ta có thể nói là James web là một vệ tinh địa tĩnh của trái đất gọi là vệ tinh địa tĩnh thì có nghĩa là vận tốc quay của nó chung quanh mặt trời nó sẽ bằng vận tốc quay của nó chung nó bằng cùng nó bằng vận tốc của trái đất thì quý vị thấy ở cái hình tròn quỹ đạo màu vàng đây nghĩa là cái cái là quỹ đạo quay của game web ở chung quanh cái trục trái đất mặt trời thì tại sao nó phải quay nó không thể nào đứng yên được có hai lý do thưa quý vị tôi vừa nói đó, nó là một vệ tinh địa tính nghĩa là nó phải đảm bảo là cái góc quay vận tốc quay của nó phải bằng vận tốc quay của trái đất chung quanh mặt trời thì nó bắt buộc nó phải quay như thế để nó đảm bảo tại vì làm sao chúng ta đừng quên là khoảng cách từ trái đất đến mặt trời á nó không phải lúc nào cũng là một hàng số cả. Nó thay đổi. Ừ. Có lúc nó xa, có lúc nó gần. Điều đó có nghĩa là cái L2 nó cũng thay đổi theo. Thì chính vì cái L2 nó thay đổi, cái vị trí của L2 thay đổi. Thì cái gen của web bắt đầu cũng phải quay để nó duy trì cái vận tốc lúc nào cũng là bằng vận tốc của trái đất. Cái lý do thứ hai nữa nó quay á thì quý vị đừng có quên là khoảng cách từ trái đất cho đến James Webb á, là 1,5 triệu km. Nó chỉ bằng 1% khoảng cách từ trái đất tới mặt trời. Nếu mà nó không quay á, thì nó sẽ bị tạm gọi là ánh sáng. Nó bị mặt trái đất, nó che phủ. Và nó không được nhận được ánh sáng của mặt trời. Thì bắt buộc nó phải quay. Chúng ta quên đừng quên là cái bán kính của nó là 8-8 km. Thì dư sức nó nhận được ánh sáng của mặt trời. Để nó có thể hoạt động để có thể hoạt động được bằng những cái tấm năng lượng mặt trời. Thì à, quỹ đạo của James Webb nó sẽ là như thế này nếu chúng ta có hình động chúng ta thấy là rõ ràng nó quay cùng một vận tốc góc với lại trái đất và nhìn thấy rõ ràng đó quỹ đạo của nó là một quỹ đạo hình ellipse thì thưa quý vị các đặc điểm của James Webb là như thế này ở James Webb thì chúng ta cũng biết kích thước của nó cũng rất là lớn ở ống kính của nó đường kính là 6,5 m là phải nói là rất là phải nói là lớn hơn rất là nhiều so với những cái cái kính thiên văn thường nhưng mà đặc biệt của nó là nó không phải là một cái khối đồng nhất mà nó được cấu tạo bởi 18 cái hình lục giác đều nó bằng chế tạo bằng beryllium. Beryllium là một cái chất đặc biệt nó có thể chịu được nóng và lạnh. Và cái điểm đặc biệt tôi muốn là à, mọi người chú ý là tiêu cự của nó. Tiêu cự của đó là 131 m, nghĩa là rất là lớn. À, và cái độ nhạy đó người ta đánh giá là bằng gấp trăm lần Hubble là cái kính thiên văn hiện thời nó đang vẫn hoạt động ở trong vũ trụ thì uh, theo các nhà phân tích, theo các nhà khoa học uh, thì với cái độ nhạy như vậy uh, thì nếu mà zoom web uh, mà để trên trái đất uh, thì zoom web có thể nhìn thấy được và chụp hình được một con bướm nó bay trên mặt trăng. Một cái uh, lý cái chi tiết thứ hai đây, quan trọng uh, là cái kinh phí điều hành và cái kinh phí thực hiện zoom web 10 tỷ đô la, quý vị đây không phải là một số tiền nhỏ và đặc biệt uh, nó có sự tham dự của nhiều nước, dĩ nhiên là nước lớn nhất là nước Mỹ rồi nhưng mà có Âu Châu và Canada cũng đã tham dự với việc việc thiết kế cũng như là điều hành thời gian à, thiết kế là 30 năm trời chúng ta biết là 30 năm đã rất là rất là lâu 30 năm có nghĩa là từ khi mà Hubble đã phóng lên đó, thì người ta đã nghĩ đến cái chuyện xây dựng James web và số nhân viên thực hiện cũng như là để điều hành là 10.000 người. Đây là con số không phải là nhỏ. Thì trước khi đi vào chi tiết thì mời mọi người xem lại cái hình ảnh sau cùng. Đó là hình ảnh của James Webb. À, bây giờ chúng ta đi vào cái phần quan trọng là nói về cái sứ mạng của James Webb. Tôi xài cái sứ mạng nó có vẻ trịnh trọng quá mà thực sự nó trịnh trọng như vậy thưa quý vị. Cái công việc đầu tiên, cái nhiệm vụ đầu tiên của James Webb là nó đi tìm nguồn gốc của vũ trụ. Thì có, có nghĩa là nó trả lời câu hỏi là con người chúng ta đến từ đâu. Cái công cụ cái, cái nhiệm vụ thứ hai là đi tìm sự sống ngoài trái đất. Nghĩa là nó trả lời cho câu hỏi là chúng ta có phải là sinh vật độc nhất trong vũ trụ hay không. Thì thưa quý vị, theo cái lý thuyết Big Bang thì sau một cái vụ nổ khủng khiếp thì bụi và ga giờ nó bắn tung ra ngoài hết và sau đó nó chuyển động nó tạo ra những cái giải thiên hà và những cái thái dương hệ của ngày hôm nay. Từ đó cho đến nay đã là 13,8 tỷ năm. Cái gì đã đã xảy ra, chúng ta không phải biết và đó là cái nhiệm vụ đầu tiên của James Webb. Thì để đi làm được cái chuyện này James Webb nó phải sử dụng đến một cái công cụ rất là lớn, đó là cái cái gương mà cái gương này đặc biệt nó chạy bằng cái tia hồng ngoại. Nó khác với Hubble. Quý vị thấy ở trên Hubble đó, cái đường kính của nó là 2,4 m. Mà cái đường kính của James Webb là 6,5 m. Nó là lớn gấp 3 lần, nghĩa là khả năng thu sóng của nó rất, rất 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 là rất là lớn. Nhưng mà cái đặc điểm của là tia hồng ngoại, tại sao đặc điểm của nó là tia hồng ngoại tại vì này với tia hồng ngoại người ta có thể nhìn được những cái vật rất là xa những cái vật đã xảy ra những cái sự kiện đã xảy ra rất là lâu cho nên người ta gọi James Webb là cỗ máy đi ngược thời gian và các nhà khoa học đã tính rằng là nó có thể đi ngược lại 13,5 tỷ năm về trước vũ trụ đã được hình thành từ 13,8 thì có nghĩa là người ta có thể biết được 300 triệu năm sau khi Big Bang xảy ra, cái gì đã xảy ra, ừ, thì đó là một trong mục tiêu hàng đầu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi về cách nghĩa là tại sao mà tia hồng ngoại, tia hồng ngoại nó hoạt động là nhờ sức nóng. Để à, hiểu thêm, mời quý vị xem những cái à, hình sau đây. Cái hình bên trái là cái hình được thực hiện chụp trong một cái bụi cây ở trong rừng. Ừ. Cái hình bên phải là nó thực hiện nhưng mà bằng hồng ngoại. thì chúng ta thấy rõ ràng á, ở cùng một cái địa điểm cùng một thời điểm thì chúng ta sẽ mới thấy, chúng ta chụp bằng hồng ngoại chúng ta sẽ thấy một con người đang đứng ở trong đó máy thường thì không thấy được và người ta rất tiếc đã đã dùng vào việc này vào trong chiến tranh tuy nhiên nó cũng có ích và trong cái giai đoạn ngày hôm nay là cái giai đoạn mà chúng ta đang đối đầu với covid chúng ta thấy ở ngoài phi trường ngoài sân ở nhà ga thì người ta gắn những cái máy để người ta có thể đo được nhiệt độ của hành khách mà không cần người đó đứng lại ừ. thì đây là cái ích lợi của nó Tuy nhiên à cái tiêu hồng ngoại nó có một cái đặc điểm khác mà, mà tôi xin mời quý vị theo dõi. À, quý vị nhìn và nghe. Và quý vị thấy làm sao? Quý vị thấy rằng là cái ánh âm thanh nó thay đổi theo thời gian khi cái xe nó gần hoặc là xa chúng ta. Thì thưa quý vị, cái này nó kêu là hiệu ứng đốp le, hiệu ứng đốp le là người ta nói về hiệu ứng của sóng âm đó là sóng âm thanh đó, người ta gọi là sóng cơ. Thì thưa quý vị, sóng cơ thì nó truyền trong ánh sáng, xin lỗi, nó truyền trong à, nó truyền trong không khí. Thì trong cái hình này đó thì ở chỗ này đó là cái lúc mà cái xe nó ở xa chúng ta và nó đang tiến gần đến chúng ta thì nó mới ép không khí lại. Thì chúng ta chúng ta thấy là những cái làn sóng nó bị ép lại thì lúc mà đến gần chúng ta đó gần chúng ta chúng ta ở cái điểm vàng này thì chúng ta thấy là cái cường độ của âm thanh cái cường độ đó là cái độ lớn như vậy nè nó rất là lớn Nếu chúng ta nghe cái rất là to nhưng mà sau khi nó qua cái điểm vàng này á thì chúng ta thấy một cái sự kiện xảy ra là thứ nhất là là cái cường độ nó giảm nhưng cái quan trọng á chúng ta thấy cái làn sóng nó giãn ra nó giãn ra thì ở đây người ta tô cái màu khác nó có một cái lý do thì tia hồng ngoại đó là một loại sóng nhưng mà là sóng điện từ thưa quý vị sóng điện từ cũng như sóng cơ cái điều quan trọng của nó nó là cái độ dài sóng độ dài sóng là cái khoảng cách đo giữa hai cái đỉnh sóng thì cái độ dài sóng này nó quyết định cái độ dài sóng nó quyết định âm thanh cho sóng cơ và cái độ dài sóng nó sẽ quyết định cái màu sắc cho sóng điện tử thì ở đây nói về màu sắc thì à, quý vị cũng biết à, chúng ta hồi học trung học chúng ta đã biết cái thí nghiệm này rồi khi mà chúng ta lấy ánh sáng chúng ta đi qua một cái thấu kính một cái lăng kính thì chúng ta sẽ biết nó sẽ phân kỳ ra làm nhiều màu sắc khác nhau và cái giải sóng là cái giải màu đó thì chúng ta à, phân tích như ở dưới đây thì cái giải màu đó như tôi nói hồi nãy nó, nó căn cứ đặc biệt vào cái độ giải sóng thì cái độ giải sóng nhỏ nhất đó, người ta tính bằng nanomet mà nanomet thì quý vị nên nhớ là đó là 10 đến trừ 12 thì nó càng nhỏ thì nó càng về phía màu tím thì người ta gọi là tia cực tím mà nó càng lớn lên đó, nó càng lớn lên nó về phía này nó là tia hồng ngoại cái tia hồng ngoại thì nó có độ giải sóng lớn hơn cũng như cái điều biểu dẫn ở dưới này thì thưa quý vị tôi vừa nói là cái tia hồng ngoại là những cái làn sóng điện tử nó sẽ có có một cái tạm gọi là cũng có hiệu ứng giống như hiệu ứng đốt Doppler thì qua cái hình ảnh này quý vị sẽ thấy rõ hơn, quý vị quan sát dùm tôi là cái mũi tên màu màu trắng này nhé và ở trên này á là một cái vật thể nó di chuyển, cái vật thể này di chuyển lúc mà nó ở xa sau nó di chuyển từ từ gần tới cũng giống như cái xe hồi nãy nó ở xa thì nó sẽ có mang màu tím và bây giờ tôi cho nó di chuyển thì quý vị, lúc nó lúc đó di chuyển tới gần thì chúng ta sẽ thấy nó thay đổi và lúc nó nó đi ra xa ở tới đây á thì chúng ta biết là nó đi về phía hồng ngoại thì nếu mà nhìn rõ hơn đó, thì chúng ta sẽ thấy như vậy cái làn sóng lúc mà nó co giãn nó giãn thì nó sẽ màu đỏ lúc mà nó co đó thì chúng ta từ từ đã thấy nó đổi màu nó màu xanh và sóng màu tím nếu chúng ta lấy một cái vật nó di chuyển bằng một cái ánh sáng di chuyển thì bạn thấy nó cái hiện tượng ép sóng và giãn sóng thì ở đằng sau là giãn đằng trước là ép thì đằng sau là giãn làn sóng dài thì là là thấy màu đỏ phần trước mà số màu màu tím thì ở đây cũng là một thí dụ khác nó từ xa nó tới thì nó màu xanh nó tới chúng ta màu trắng và sau khi nó, nó tách rời chúng ta đi xa nó sẽ biến thành màu đỏ thì thưa quý vị những cái gì đã xảy ra cách đây 13 tỷ năm thì đã đi rất là xa rồi thì dĩ nhiên nó sẽ trở thành màu đỏ như theo các nguyên tắc này và để nhìn được nó thì chúng ta phải dùng đến tia hồng ngoại đó là cái lý do tại sao James Webb nó phải hoạt động bằng hồng ngoại thì để cho quý vị thấy cái sự khác biệt giữa hồng ngoại và cái mắt mà cái mà ánh sáng thường là chúng vị quý vị sẽ quan sát cái hình này đây là cái hình đã được chụp vào năm 2015 bởi cái kính à, viễn vọng à, Hubble nó vẫn còn đang quay trên đầu chúng ta nó chụp vào hàng 2015 thì chúng ta thấy là cũng khá rõ quý vị nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn cái hình này mà chúng ta chụp bằng hồng ngoại đó thì nó sẽ là kết quả như thế này thì chúng ta sẽ thấy cái gì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều chi tiết rất nhiều cái vật thể mà chúng ta không nhìn vào mắt thường được thì những cái vật thể này Đây là những cái vật thể này nó nó lẫn ở trong bụi nó di chuyển ở trong bụi từ bao nhiêu năm nay rồi Đến lúc mà di chuyển ở trong bụi ấy, thì nó sẽ nóng lên nó sẽ có nhiệt độ và sẽ bị nó sẽ được cái cái tia hồng ngoại nó tìm ra và nếu mà chúng ta để hai cái hình bên cạnh nhau chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt nó càng lớn hơn nữa thì rõ ràng là nhờ thị hồng ngoại chúng ta sẽ nhìn được nhiều chi tiết và đặc biệt là những chi tiết đã xảy ra từ rất lâu. Tuy nhiên ở đây nó có một cái vấn đề. Quý vị thử tưởng tượng nếu chúng ta đứng quan sát bầu trời, chúng ta quan sát bầu trời nhưng mà chúng ta quan sát đứng dưới một cái ngọn đèn thì quý vị đồng ý với tôi là ánh sáng của ngọn đèn nó sẽ chiếu vào mắt chúng ta thì những cái gì ở trên trời là những ngôi sao chúng ta quan sát chúng ta sẽ không thấy rõ bởi vì chúng ta bị lóa bởi cái ánh đèn này giờ nếu mà chúng tắt ánh đèn đi thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Cái điều này thì quý vị có thể kiểm chứng một cách dễ dàng nếu mà chúng ta về đồng quê hoặc là chúng ta đi ra ngoài biển là những chúng ta lựa những cái ngày mà không có sương mù, không có mây, không có mưa chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Thì ánh sáng hồng ngoại cũng hoạt động trên nguyên tắc đó. Hồng ngoại thì nó hoạt động là sức nóng. Nếu mà bên cạnh của nó mà nó có một một cái sức nóng đi kèm bên nó, bên cạnh bên nó thì rõ ràng là cái chất lượng của những cái hình ảnh nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. thì chính vì lý do đó thì chúng ta mới thấy ở trên này nó có những cái tấm được gọi là tấm cản sóng. những cái tấm cản sóng này được chế bằng cái nguyên liệu nó kêu là Captain Captain là những cái chất nó có thể cản được cái ánh sáng, những cái bức xạ từ mặt trời cũng như là từ chất à bên này chúng ta thấy đây là cái kính rim web, kính thiên văn. thì mặt chiếu về mặt trời á, thì nó 85 độ là gần như là nước sôi rồi. Còn mặt bên kia đó thì là trừ 233 độ. Thì quý vị thì tưởng tượng cái cái khoảng cách giữa cái kính thiên văn và cái cái tấm cáp tân á, thì nó khoảng tôi nghĩ là khoảng chừng 3 4 mét gì đấy. Mà cái nhiệt độ cái sự cách biệt nó gần như là 300 độ, hơn hơn 300 độ, 310 độ. Thì đây là phải nói là cái điều kiện phải nói là à, phải nói là rất là khắc nghiệt. À, bây giờ chúng ta bước sang cái à, tạm gọi như cái sứ mạng thứ hai là đi tìm sự sống ngoài vũ trụ. Chúng ta có phải là sinh vật độc nhất vũ trụ hay không? Thì thưa quý vị, để sống được theo cái điều kiện của con người trên trái đất thì chúng ta phải hội những điều kiện sau đây. Thứ nhất là cái nơi đó phải có nước. Chúng ta đừng quên là những sinh vật đầu tiên xuất hiện trên trái đất là nằm ở dưới biển. Cái thứ hai nữa là cái hành tinh đó nó phải có một bầu khí quyển thích hợp với con người chúng ta nghĩa là phải có oxy, phải có azot, phải có nitơ, phải có carbonic và nhiều thứ khác. Và thứ ba nữa thì cái hành tinh đó trên nguyên tắc nó sẽ quay chung quanh một cái mặt trời của nó nhưng mà nó phải quay ở một cái khoảng cách vừa đủ nếu mà gần quá thì nó sẽ bị thiêu cháy còn xa quá thì chúng ta đông thành đá hết thì bây giờ chúng ta thử quan sát đây là trái đất thân yêu của chúng ta đang sống ừ. thử xem có một cái hành tinh nào giống như thế được không thì một cái hành tinh mà hội cái được được cái điều kiện đó thì đầu tiên xin nhắc lại là nó phải có nước thì bởi vậy tôi mới tô màu xanh cái thứ hai á nó phải có không khí ừ. thì thưa quý vị để hội được hai cái điều kiện này thì cái hành tinh đó nó phải có một cái kích thước đúng ra nó phải có một cái khối lượng tương ứng với lại trái đất tại sao tại vì giả sử nó nhỏ như thế này mà khối lượng nó cũng nhỏ đi thì nó không có đủ sức để nó hút cái không khí lại chúng ta đừng quên không khí gọi là không khí nhưng mà nó có cái trọng lượng của nó thì theo Torricelli là nhà vật lý học của người Ý thì trên đầu của chúng ta chung quanh của chúng ta cứ một cm vuông một cm vuông có chút xíu thì thôi thì chúng ta sẽ chịu được áp suất là 76 cm thủy ngân 76 cm thủy ngân thì là khoảng chừng một ký nghĩa là một ký nó đè lên một cm vuông nghĩa là nếu mà tôi giơ bàn tay ra đó bàn tay tôi là cỡ khoảng chừng một, 100 cm vuông thì nó ở trên tay tôi là 100 kg và trên cả người tôi đó là, là, chắc phải hơn một tấn thì tại sao tôi không bị đè đè đè, đè bẹp như là cái, cái bánh tráng tại vì nó, tại vì trong người tôi có những cái lực nó cũng đẩy ra ngoài đó là triệt tiêu cái áp suất của không khí đi. Thế bây giờ đó nếu mà không có không khí đó thì hoặc là nó không có sức hút đó, thì không khí nó bay hết, không khí nó bay hết thì nước cũng sẽ bốc hơi hết và cái gì xảy ra thì lúc đó cái hành tinh đó sẽ biến thành hỏa tinh như là chúng ta biết ngày hôm nay không có không khí không có nước và dĩ nhiên không có sự sống. Mà bây giờ ngược lại nếu mà cái hành tinh đó nó nó bự khối lượng nó quá lớn thì cái hiện tượng xảy ra lại ngược lại thay vì không khí nó bay đi thì nó hút hết không khí nó vô hút hết không khí vô không còn không khí nữa thì lúc đó hành tinh nó từ từ nó biến thành một cái hành tinh khí như là mộc tinh nếu quý vị biết là mộc tinh nó lớn gấp trăm lần trái đất nhưng mà chúng ta không sống được tại nó bằng khí mà chúng ta không đi trên nó được thì đó là những cái điều kiện mà James Webb phải xác định khi mà gặp một cái hành tinh ở ngoài vũ trụ thì có một chi tiết khác khi nói về James web thì zoom web dù sao cũng là một cái tâm kính thì kính phải nói kính phải nói về tiêu cự thì trong cái hình này trong chín cái hình này đây là chín cái hình chụp với chín tiêu cự khác nhau thì đầu tiên ở trên cao là tiêu cự 18 mm là tiêu cự là nhỏ nhất ở sau ở dưới này là tiêu cự 300 mm mà tiêu cự mà càng lớn thì chúng ta thấy chi tiết càng càng lớn thì nếu mà đến mà tiêu cự à, à một ngàn thì có lẽ chúng ta thấy được con con gà hay là con chó ở trước cái nhà thì ở James Webb á cái tiêu cự của nó thưa quý vị tiêu cự nó không phải tính bằng mm nữa mà nó tính bằng mét là tiêu cự của nó 131 trăm mét thì nó cho phép nó nếu mà chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào một cái một cái vật thể thì chúng ta có thể nhìn một cách rõ ràng lớn ra tuy nhiên câu hỏi có đặt chúng ta ra là chúng ta nhìn thấy cái gì bằng ánh sáng ở ngoại thưa quý vị chúng ta nhìn thấy được những cái nó kêu là cái quang phổ là những cái tia sáng mà hấp mà mà cái gem web nó thu được thì những cái quang phổ này nó phải đi qua một cái phép gọi là phép phân tích phổ mà chúng ta các bạn sinh viên học ở trung học cũng đã biết được rồi thì chúng ta ở đây chúng ta có một phổ ánh sáng gần như là giống nhau hết tuy nhiên nó khác biệt nhau ở cái điểm là quý vị thấy là có những cái vạch những cái vạch này cái số lượng nó thay đổi và cái khoảng cách nó cũng thay đổi cái vị trí nó cũng thay đổi và tùy theo cái vị trí và số lượng người ta có thể xác định được cái đó là cái loại khí nào oxy carbon azot và người ta có thể kết luận là sự sống có thể hiện hữu trên cái hành tinh đó hay không thưa quý vị chương trình của chúng tôi nói về trên web được tạm chấm dứt à, tuy nhiên đến đây thì chúng ta có vài câu hỏi, có vài điều phải trình bày. Thứ nhất, câu hỏi là tại sao chúng ta phải tốn tiền, nhân loại phải tốn một số tiền quá lớn 10 tỷ đô la mà đi đi tìm hai cái mục đích và tôi nói là rất là xa vời. Thì tôi xin được phép trả lời như thế này. Cái việc nghiên cứu là cái việc cần thiết. Nghiên cứu hóa học là việc cần thiết cho cả nhân loại. Thì chúng ta cũng nên nhớ rằng cách đây 60 triệu năm đã xảy ra một cái biến cố là một cái thiên thạch nó lao xuống trái đất và nó làm cho cái loài khủng long nó tận diệt thì với với những cái khoa học với sự nghiên cứu về vũ trụ ngày hôm nay tôi nghĩ là con người nếu mà xảy ra một cái biến cố như vậy con người có thể tránh được và cái đó là con người đang làm nhờ nghiên cứu khoa học mà con người đã tránh được cái thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương nó xảy ra cách đây hơn 10 năm và cũng nhờ nghiên cứu khoa học thì chúng ta cũng biết là trong cái dọn Covid này những nghiên cứu khoa học chúng ta đã tìm ra những loại thuốc, những loại vắc để cứu nhân loại có cái thảm họa này. Cái chỉ thị thứ hai là chúng ta biết là nước Mỹ với khả năng về tài chính cũng như về khả năng về kỹ thuật họ dư sức họ làm được. Nhưng mà họ vẫn nhờ Âu Châu, nước Pháp, nước Thụy Sĩ và Canada cùng góp tay để thực hiện cái kính James Webb, tôi nghĩ đây là một cái điều rất là tốt. Và sau cùng James Webb tất cả những cái dữ liệu của nó, hình ảnh của nó, một phần sẽ được công bố công khai lên cái trang của NASA. Và chúng ta có thể lên trên đó để chúng ta xem, chúng ta tìm hiểu, biết đâu những người như tôi, như quý vị là những người đam mê về khoa học sẽ tìm ra những những chi tiết mà các nhà khoa học không tìm ra. À, và sau cùng thưa quý vị, nguyên trên nguyên tắc nếu mà mọi việc hoạt động tốt đẹp thì James Webb nó sẽ hoạt động trong vòng 10 năm. 10 năm sau thì chuyện gì chưa biết. Nhưng mà tôi nghe nói là ngay từ giờ phút này, người Mỹ đã chuẩn bị cho một cái phi thuyền, xin lỗi, một cái viễn vọng kính, một cái thiên văn thứ ba Nó tên là Plato, nhưng đó, đó là chuyện của tương lai. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Thưa quý vị, cái chương trình này được được thực hiện và hôm nay là ngày 5 tháng riêng năm 2022. Tôi xin được phép à, gửi đến quý vị là chúc sức khỏe cho một năm mới. Đồng thời, chúng tôi xin cảm ơn mọi người trong năm qua đã bỏ thời giờ theo dõi cũng như ủng hộ kênh. Xin mời mọi người tiếp tục ủng hộ kênh khoa học của chúng ta bằng cách nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút chuông và đặc biệt quảng cáo đến người cho đến những người bạn của mình cùng xem. Và bây giờ chúng tôi xin kính gửi những quý vị lời chào tạm biệt.